chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt Giống Tâm Hồn. Hôm nay kênh Sách Hay Podcast xin giới thiệu đến quý thính giả phần tóm tắt cuốn sách Quyền Tách Khỏi Đám Đông của tác giả Hi Che Chung. Ngày còn bé, người lớn trong nhà vẫn thường kể lại cho tôi nghe mỗi khi bắt gặp những tấm gương phấn đấu trên các phương tiện truyền thông. Câu chuyện có khi là một bạn trẻ ban ngày đi làm, đêm đến theo học bổ túc, rồi cuối cùng trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng. Hoặc một cô bé từng ăn ngủ trong phòng thay đồ của nhà tắm hơi, dọn vệ sinh và làm tạp dịch đã đổ vào trường đại học danh tiếng. Bí quyết của họ là làm ngày học đêm và quyết tâm phấn đấu không ngừng. Bao giờ cũng vậy, tôi thường được nghe đến phát ngán những lời nhắn nhủ rằng so với những người đó, cháu bây giờ đang được đắm chìm trong sung sướng đây. Cháu có bị bỏ đói hay không nào? Cháu không có sách để học hay sao? Và kết luận rằng, cố gắng hơn nữa con nha. Bởi vì tôi đã ở trong một tình cảnh tốt hơn, nên họ sẽ không thể chấp nhận được nếu tôi không thể trở thành một người thành đạt như những tấm gương phấn đấu kia. Chúng ta ai cũng đều bị mắc bẫy bởi câu nói, hãy nỗ lực hơn nữa. Đó là lý do vì sao không bao giờ chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Điều này giống như một người cực đoan, luôn giữ vững tâm lý lạc quan, tẩy xóa những nỗi buồn và thương tổn khi nó xuất hiện. Hạnh phúc là cảm xúc xuất hiện ở bên trong và mọi nỗ lực từ bên ngoài dễ làm chúng ta ảo tưởng về hạnh phúc. Điều đầu tiên để chạm đến hạnh phúc đó chính là tôn trọng tất cả mọi cảm xúc của chính mình và biết ơn tất cả mọi điều đến với chúng ta, dù đó là khổ đau hay vui vẻ. Bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thật sự của ánh sáng khi đã từng nằm im lìm trong bóng tối để biết nó là gì, u ám, tuyệt vọng là gì. Nhưng quan trọng hơn cả là dám chân thật với cảm xúc của bản thân. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc, và với mỗi người, những tiêu chí để có được hạnh phúc luôn khác nhau. Người thì cho rằng hạnh phúc sẽ đến từ việc giàu có, người thì lại nghĩ luôn khỏe mạnh thì đã là hạnh phúc. Tuy nhiên quái quăm thay, nhiều lúc người ta đã có được thứ mà họ muốn, nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ để hạnh phúc. Vậy, liệu hạnh phúc thực sự sẽ đến từ đâu? Vật chất, sức khỏe hay từ một yếu tố nào khác? Hạnh phúc không phải là đợi cho đến khi bạn kiếm được thật nhiều tiền và có một cuộc sống ổn định. Nó cũng chẳng phải là khi bạn đã trả hết các khoản nợ và sắm những món đồ mới. Lại càng không phải là khi những đứa trẻ đều đã trưởng thành và tìm được bến đỗ bình yên cho riêng chúng. Hạnh phúc là khi bạn dừng lại những tham vọng lẫn sự bận bịu của con tim. Chỉ thả lỏng tâm trí và dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận mọi sự diễn ra quanh mình. Hay nói cách khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc khi không làm gì cả. Đó là chia sẻ của tác giả Hi Che Chung trong quyển Quyền Tách Khỏi Đám Đông. Quyền Tách Khỏi Đám Đông được xem như một cuốn cẩm nang chứa đầy những bí kíp giúp cho người đọc khám phá những bí ẩn của hành động không làm gì, chính là giai đoạn quan trọng để biết chính mình, độ lượng với chính mình, để tích góp năng lượng cho một hành trình mới. Tác giả đã chia sẻ những điều rất thú vị như không đặt mục tiêu 100 điểm, bước đi theo tốc độ của riêng mình, hay thử một ngày sống trọn con tim. Bên cạnh đó, Hi Che Chung cũng bàn đến cách hóa giải những điều tiêu cực trong cuộc sống để chúng thôi làm bạn phiền lòng, như không chán ghét một cái tôi rỗng túi và thoái chí, chung sống với sai lầm hay dù mọi người can ngăn. Từ đó bạn sẽ tự mình nhận ra đâu mới là hạnh phúc thật sự và làm thế nào để có được nó. Bạn không nhất định phải đến được một nơi nào đó, mà chỉ là thử làm một cái gì đó mà bạn muốn làm thôi. Thế giới này không có điều gì là vô ích, chỉ cần giữ một quan điểm đúng đắn, mọi thứ đều dẫn đến con đường tìm ra hạnh phúc. Chính vì vậy mà bạn không cần phải mang áp lực, nhất định phải trở nên hạnh phúc hay phải trưởng thành, mà chính trải nghiệm đi đến cùng đã là một món quà rực rỡ của cuộc sống, giúp bạn sống cuộc đời của một hành trình thật sự thay vì chỉ cố sống sót. Trong cuốn sách này, tác giả cũng nhắc đến trạng thái bình yên nhàm chán. Giống như một buổi sáng, chim hót vang trong khu rừng nhiệt đới và biển cả thì lặng lẽ vỗ sóng. Có người du khách câu cá để có cái ăn trước khi mặt trời nóng lên. Có người ngắm dần thấy dương to lớn đang khóa mình trong vùng biển phía Tây và nghĩ về những người họ đã bỏ lại phía sau. Đó là những ngày trôi qua trong an ổn và chậm rãi. Nếu bạn cảm thấy nó là khoảng thời gian tẻ nhạt, thì thay vì nói
sống là việc nhàm chán. Trước khi thở dài lo lắng vô ích hay cảm thấy thảm hại, thì hãy thử nói, chúng ta có quyền buồn chán, có quyền tha thẩn trong chơi. Nếu chúng ta thử một lần xông vào tận cùng nỗi buồn chán đó, thì cũng không sao cả. Vì những thứ đó khiến cho cuộc đời này đáng sống, tựa như đá quý đang ẩn giấu trong sự nhàm chán đó. Và rồi khi các thiết bị hiện đại thông minh được phổ biến rộng rãi và dính chặt với mạng xã hội, một môi trường có các phản ứng tức thời, thì chúng ta không thể tận hưởng cuộc sống như những thế hệ trước được. Không dễ gì nảy sinh tình cảm gắn kết trong thế giới ảo với con người ở đời thực. Vì vậy mà chúng ta vẫn cô đơn và mệt mỏi. Lúc đó, ba điều mà con người không thể thiếu được đó là công việc và tình yêu và cả trí tưởng tượng. Công việc đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của bạn, cho cảm giác ổn định và thành tựu. Và không có tình yêu thì cuộc sống trở thành trống rỗng, ngay cả khi bạn có hai thứ còn lại. Đó là lý do tại sao chúng ta sống với khát khao sâu đậm cả đời là yêu và được yêu. Còn trí tưởng tượng là yếu tố tuyệt đối cần cho sự sống còn của con người. Tưởng tượng là sức mạnh để có thể mơ ước. Đó chính là khả năng có thể ôm ấp và duy trì hy vọng. Con người cảm thấy bản thân tìm được ý nghĩa cuộc sống khi đạt được ba điều. Để rồi khi đánh mất chúng, bạn lại sống trong một khoảng thời gian gồm cùng cay đắng mà không biết khi nào mới có thể vượt qua. Thế nhưng, bạn hãy nhớ rằng, không phải sau khi kiếm được nhiều tiền hơn và có sự ổn định, cũng không phải sau khi đã trả hết các khoản vay và đổi xe, hay sau khi bọn trẻ đều đã lớn và có được chỗ đứng nhất định mới là hạnh phúc, mà ngay bây giờ đây, giây phút này mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải là thứ được nhập liệu từ trước, mà là khả năng bạn có thể tận hưởng ngay lúc này. Đó mới chính là hạnh phúc. Nếu bạn dừng lại những tham vọng lẫn sự bận bịu của trái tim để nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy cuộc sống hàng ngày đầy những phép màu. Tốc độ quay của trái đất nơi chúng ta đang sống vào khoảng 1.400 km mỗi giờ. Đó là một tốc độ khủng khiếp. Ngay cả khi bạn di chuyển với tốc độ 300 km mỗi giờ, thì từng sợi tóc của bạn sẽ nhức buốt và đầu óc trở nên mơ hồ. Nhưng cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nghe bất cứ chuyện gì về việc một ai đó hay một hòn đá nào đó văng ra khỏi trái đất đang quay dung dúc. Đó là nhờ trọng lực. Chúng ta đang sống mà quên rằng chỉ việc chúng ta đang đứng trên hai chân thôi cũng đã là một phép lạ tuyệt vời.